Rồi ví dụ trường hợp bài tập một này đó thì đơn giản hơn thì thầy sẽ bỏ bước cuối đi, phần còn lại mình làm. Thì đây trong yêu cầu mình sẽ có hai phần, phần số 1 là phân tích, phần công thức ô của cái gì đó. Phần số 2 là viết chương trình. Mình làm hai phần đó, nó có hai phần. Rồi trong phần phân tích ô thì mình cứ viết lại rồi mình xem mọi cái cần bao nhiêu bước. Ví dụ đầu tiên là R bằng 0 thì nó cần một bước này, step. Ở trong phân tích ô qua gì đó thì mình bỏ ra các bước so sánh, mình không quan tâm, chỉ quan tâm thêm gán thôi. Rồi Y bằng 1 thì ra tiếp tục một bước nữa. Tới N trừ 1 thì lúc này nó cần làm là N trừ 1 step để tăng biến y lên, không? Y bằng 1, sau đó tới N trừ 1. Thì tổng nãy giờ mình có bao nhiêu rồi? 1 cộng 1 là 2, cộng với N tới N trừ 1 là bao nhiêu bước? N trừ 2, đúng không? Ở đây là tới thu N trừ 1 thì tùy theo so sánh, trong này mã giá thì nó là bé hơn mặt bằng N trừ 1, cái đó này nó sẽ là N trừ 1. Con số này nó không ảnh hưởng nhiều. Rồi cứ mỗi bước này thì sẽ làm gì? Thì sẽ gắn R bằng Y cộng 1. Thì trong mỗi bước con này sẽ gắn R thì nó sẽ có một step để gắn R. Rồi sau đó cho R chạy từ Y cộng 1 tới N thì tổng số bước nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là từ N trừ Y cộng 1 phép R. Rồi trong mỗi lần này thì lại có thêm một phép cộng như này nữa thì sẽ là có Y N trừ Y cộng 1 step là tổng R. Đó thì ra mình tính ra xem nó có bao nhiêu bước. Là có 1 cộng với 2 N trừ Y cộng 1. Ở đây mình có thể đặt cái này là thành số K đó, cho nó có nhầm như đình K trong dưới thì bỏ đi K N gì đó. Ví dụ L bằng từ không cho tới giá trị của Y. Nó giống như bài lần trước thôi. Đó thì suy ra mình tính tổng này, tổng các bước. Bên trên là mình có 2 cộng N trừ 1 suy ra là bằng Y đến N cộng tới L bằng 0 N 1 cộng với 2 N sau đó mình viết lại cái thức này thôi. Đó là phép nhân nhưng mà phép cộng. Do hai vòng lặp đó lòng nhau, cứ mỗi lần thực thi hai này là nằm bên ngoài. Hai này ra ngoài cộng N trừ 1 bước
năm mới. Rồi biểu thức này mình biến lại được nè, biến lại biểu thức này được, em có thể biến lại thì mình có thể biết theo nhiều cách. Cách đơn giản nhất là mình có thể biết cái này đó là O của N, cái này sẽ bằng 2 cộng N trừ 1 nhân với O của N. Rồi biểu thức này thì nó tương đương với O của N bình phương này. Rồi ở đây mình cần chứng minh này. Ví dụ như tại sao cái này lại là ON thì cần phải chứng minh. Rồi từ cái này tại sao ra được ON bình phương thì cần chứng minh. Thì để chứng minh thì mình chỉ cần tìm ra được M và N0 thôi. Thì cách đơn giản nhất là vẽ đồ thị thôi. Vẽ đồ thị dọc đường của mình là đường thế này, thì đường M bình phương là nó là đường parabola, đường này là đường N bình phương đi. Đó thì mình làm thế nào để mình có M nhân N nó một đường thẳng ở đó để nó mình cắt được bên bao được cái đường bên trong này, đường này đường tangent. Lúc đó mình chứng minh được là có tồn tại O, N. Rồi mặt suy đoán, nghĩa là mình có thể đoán trước được là nó gì, thế ra mình thấy nó có hai một lần lòng nhau một lần thì mình rút nó thì thời gian thì mà kiếm nhất nó sẽ rất là buồn. Nếu các bạn là tốt hơn á thì mình tìm được trước nó nhỏ hơn là mình sẽ tìm được phần thức nó tốt hơn. Mình kém nhất là nó phải là ON bình phương. Thì mình cứ tính nó từng bước, mình xem chương trình mình cần bao nhiêu bước nó thực thi là được. Rồi cách thứ hai là mình sẽ viết chương trình. Chương trình thì trước thầy có hướng dẫn là mình viết chương trình. Code này thầy sẽ tải cái plot rồi. Chương trình có hai phần. Phần đầu tiên là mình đếm số bước. Đây. Tạm thời bỏ qua cái này. Giống hàm tính tổng thôi. Nhưng ở đây thầy thêm các đó mình tưởng là nó về tính tổng. Nếu mà em mở thích thì tao mình thấy là simulation thì mình sẽ không có tính cũng không quan sát rồi. Mình xem này ví dụ như đầu tiên là sẽ mình học được cái hết. Tại rồi nếu mà điều kiện này thỏa mãn thì mình làm hết ở cái tàu thì đó này thêm một cái xét vào một tập cái phần đó này rồi sau đó mình gạt lại xét làm thôi. Đó là chương trình để mình thay đổi đổi thoại chương trình mình kia được. Rồi trong chương trình này thì mình làm gì thì đầu tiên là
mình lặp lại 1000 lần gọi là pivot. Rồi với mỗi lần lặp thì mình cho n là số lượng, ví dụ như pivot là 1 tới 1000, n là số lượng phần tử của mạng, tức là mạng mình đang buông phòng có kích thước từ 1 tới 1000. Rồi mỗi với mỗi mạng kích thước là từ 1 tới 1000 đó, tức là mình sẽ tiếp 1000 lần nữa. Mình tạo một cái hai CSV. Hai này thì mình mở bằng Excel bình thường đây. Vừa nguyên tắc mình có thể tính luôn trong code. Tuy nhiên, đó thì một số trường hợp là mình lười, mình không biết code để tính mà mình chuyển qua Excel để tính. Đó thì phải xem là vừa qua nó có gì, có danh sách các dòng này là dòng thứ 1 là có n 1, mình có 1000 cùng thì 1000 lần, mình thấy số bước thực thi của nó chỉ có 2 bước thôi, là gì cả dòng số 2 là với n 2 thì 1000 lần lại, thì có khi nó là 6 bước, có khi nó là 5 bước, bước khác mình phải đọc tới là 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, đó thì mình tính ra được